Xin chào quý vị, chào các bạn. Bếp Việt là một chương trình chuyên sâu về ẩm thực, không chỉ hướng dẫn các bạn các món ăn ngon đâu, mà sẽ gửi đến các bạn những thông tin về kiến thức, về những văn hóa giao tiếp hay là những cái cư xử trong quá trình chúng ta thưởng thức món ăn hay là đồ uống. Chính vì vậy mà tiếp theo của loạt chương trình dành ăn dành uống hôm nay, chúng tôi sẽ trở lại với lại một loại rượu mà có thể là rất thân quen với rất nhiều người. Tuy nhiên thì dùng như thế nào sao cho hợp lý, cũng như là chúng ta đã hiểu biết nó thật là đủ hay chưa thì chúng tôi không chắc lắm. Chính vì vậy mà các bạn sẽ cùng gặp lại các chuyên gia về đồ uống của chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay. Anh nghĩ sao về cái chủ đề rượu whisky hôm nay mà chúng ta sẽ thảo luận? Giống như là chúng ta đã chia sẻ ở các chương trình trước thì mỗi một loại rượu liên quan đến một nền văn hóa của một cái vùng miền, một cái quốc gia nào đó. Hôm nay chúng ta sẽ đề cập đến đất nước Scotland. Thực ra thì Scotland cũng không có nhiều đặc trưng lắm ngoài các bản nhạc của cái vùng cao nguyên, những người đàn ông mặc váy caro, và ngoài ra họ còn có một nét đặc trưng rất lớn mà có thể nói là đặc trưng nổi tiếng thế giới, đấy chính là rượu whisky. Trong công việc của mình, trong quá trình làm việc rất lâu rồi ạ, thì Hoàng đánh giá về cái vai trò hay là về cái dòng rượu whisky như thế nào? Whisky bây giờ là một loại rượu mà gần như không thể thiếu. Em nghĩ là không thể thiếu trong bất cứ một cái nhà hàng, một cái quán bar nào, nó mang lại một cái sức hút và một cái nó gọi là một cái đồ nhất là thông dụng cho khách hàng, thậm chí là người Việt Nam bây giờ còn có như tương lai. Trong rượu whisky thì có một cái định nghĩa rất hay về loại này, tức là để uống rượu whisky ngon thì cái tiêu chuẩn uống nó là uống theo cách của bạn. Có nghĩa là bạn có thể uống nó với cách nào tùy thích, miễn là bạn cảm thấy là ngon nhất. Whisky có dành cho phụ nữ không? Thật sự ra thì whisky là một loại rượu mạnh, phụ nữ có thể uống hoặc không. Đương nhiên với quan điểm cá nhân của anh thì anh thấy phụ nữ thì thích hợp với cả champagne hoặc rượu vang hơn. Rượu whisky làm từ cái gì anh? Rượu whisky thì làm từ lúa mạch. Đấy, lúa mạch thì ở các cái nước nhiệt đới thì không có, chỉ có ở cái nước ôn đới hoặc là hàn đới thôi. Về cái nguyên liệu để làm ra rượu whisky thì chủ yếu ở Scotland sẽ dùng là lúa mạch, thì nó sẽ phân ra làm hai chủng loại khác nhau. Tức là cái loại rượu mà được tuyển chọn bằng một cái nguyên liệu lúa mạch duy nhất thì cái loại này nó rất là đắt và cầu kỳ. Và chính vì vậy thì cái loại rượu này thì nó có cái chất lượng rất là tốt và giá của nó cũng khá cao so với cả các cái whisky khác. Cái loại thứ hai, loại thông dụng hơn ấy, thì người ta gọi là rượu trộn. Đấy thì loại rượu này thì được sản xuất từ các cái giống lúa mạch khác nhau, có loại chất lượng tốt, có loại chất lượng chưa tốt. Đấy, sau đó thì họ trộn đều cái theo cái tỷ lệ nhất định, và các cái chuyên gia về phối hợp trộn thì họ phải nói là thật sự là chuyên nghiệp thì mới làm ra được cái loại này và cái thông dụng. Chúng ta sẽ xem xét đến một cái loại rượu whisky nhưng mà không phải sản xuất ở Scotland mà để sản xuất tại Mỹ. Nó là một loại rượu whisky nhưng mà nguyên liệu của nó lại không phải là nguyên liệu truyền thống, mà là làm mạch. Từ ngô. Ngô. Làm từ ngô. Thế thì có cái thuật ngữ là whisky ngô là như vậy. Người ta sẽ chế tạo cái thùng gỗ sồi, sau đó thì người ta đốt bằng lửa củi ở bên trong lòng của cái thùng gỗ sồi để cho nó cháy một phần ở trong ý, trở thành than. Thế rồi sau đó thì họ mới cho cái rượu whisky mà được chưng cất lên và cho vào trong cái thùng gỗ sồi đó, đóng kín lại và cho xuống hầm. Cái cách tính tuổi của rượu whisky cũng khá là đặc biệt. Cách tính tuổi của rượu được tính bắt đầu từ khi cái rượu ý được đóng vào trong thùng gỗ sồi cho đến lúc mở ra và đóng vào chai thủy tinh. Đấy. Tức là tất cả mọi thứ nó đã xong và nó cho vào chai, tất cả mọi thứ chỉ cần đợi và mình chưng cất và sau đó mình mang thị trường. Đúng rồi. Và bắt đầu mình tính từ cái lúc mà nó đã đóng chai. Chính xác. Đấy là cái đặc trưng của rượu whisky Mỹ. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Bếp Việt. Mục sành ăn sành uống hôm nay mà chúng tôi đề cập đến đó là thưởng thức rượu whisky sao cho đúng cách, cũng như là để giúp các bạn, những người nào mà đang có một chai rượu whisky trong nhà, sẽ thêm hiểu về whisky cũng như là yêu nó hơn để có thể thưởng thức tối đa cái hương vị của rượu whisky đem lại. Vừa rồi thì anh Nam cũng như là bạn Hoàng đã chia sẻ một số kiến thức về rượu whisky được làm ở đâu, cũng như là cách chọn rượu whisky. Bây giờ thì em lại quan tâm hơn nữa là
Như anh nói, rượu whisky uống ngon nhất là uống theo cách của mình. Vậy thì cách của anh Nam là gì? Với một cái định lượng tiêu chuẩn như thế này, sau đó mình sẽ cho khoảng 1 viên đá thôi. Và như vậy thì cái rượu nó được làm mát và cũng nhạt đi phần nào. Thì như vậy mình có thể thưởng thức được một cách là khá ưng ý với cái gu riêng của mình. Thế còn Hoàng thì sao? Của em thì nó hơi đặc biệt, nó hơi bị cầu kỳ một tí. Thì em thích nhất là có thể ở trong nhà của mình hay là ở một cái chỗ nào thực sự yên tĩnh, hay thậm chí có thể nó là một mình đi, mình có thể nghe một bài nhạc, thậm chí là khúc lời và một ly whisky, mình sẽ ngồi mình uống và mình sẽ cảm nhận được hết là cái vị ngon và cái mùi thơm tuyệt vời nhất của nó. Cách mà chúng ta thưởng thức whisky thì thường dùng cái ly như thế này, và cái lượng whisky cũng không cần quá nhiều phải không anh? Một cái định lượng của whisky này nó rơi vào khoảng 3 cl như vậy thôi, không nên quá. Có nhiều cách uống khác nhau, có nhiều người thì uống một ngụm hết luôn. Có nhiều phương pháp khác nhau để chưng cất rượu whisky, nhưng đều phải xay ngũ cốc thành hạt tấm, trộn với nước ấm trong thùng kín. Qua đó tinh bột hóa đường và trở thành nước mạch nha. Mạch nha được trộn với men trong thùng và bắt đầu lên men. Malt là whisky làm từ mạch nha. Grain là whisky được làm từ lúa mạch. Rye là tên gọi whisky làm từ lúa mạch đen với ít nhất là 51%. Bốc bông là whisky được sản xuất từ ngô. Single là loại whisky có nguồn gốc từ một lò nấu rượu riêng lẻ, thường dùng cho whisky của Scotland, ví dụ như single malt whisky. Blend là whisky được pha trộn. Ly chuyên dùng để uống rượu whisky có miệng rộng để người uống có thể ngửi trọn vẹn mùi thơm của rượu. Để uống rượu whisky, nhiều người thích uống cho thêm ít đá. Cũng có thể dùng whisky để pha cocktail, nhưng không nên dùng malt vì hơi phí. Ngoài ra, loại này có mùi khói rất đặc trưng. Vì vậy, nên dùng whisky Canada vì nó nhẹ hơn, ví dụ như bốc bông whisky. Như chúng tôi đã nói thì rượu whisky sử dụng và thưởng thức rượu whisky thì không quá là cầu kỳ hay là tiêu chuẩn như là rượu cognac hay một số loại rượu khác. Tuy nhiên thì việc bảo quản cũng như là sử dụng rượu whisky với một nhiệt độ như thế nào là thích hợp nhất ạ? Thường thường thì bảo quản rượu whisky khá dễ dàng. Mình cứ để ở nhiệt độ trong phòng thôi, tức là để khu vực mình và tránh cái ánh sáng mặt trời hoặc là tránh cái nhiệt độ cao, như vậy là được. Còn có nhiều ý kiến thì có thể là cho vào tủ lạnh hoặc là cất giấu vào đâu đó. Nếu mà đấy là cái phong cách sử dụng riêng, vì theo anh thì khi mà để vào trong tủ lạnh như vậy hoặc là để vào một cái chỗ nào có nhiệt độ thấp thì đấy là một cái cách để làm cho rượu nó lạnh đi hơn chăng? Thực sự ra rượu whisky này sẽ uống ngon hơn nếu mà mình sẽ đặt nó đúng vào vào một cái hoàn cảnh. Giả sử như là hôm nay thì anh thưởng thức cái rượu whisky là rất là ngon vì mình có 3 người và đang nói chuyện rất là kỹ về nó. Cái rượu whisky này thì cũng dành cho lễ hội và những việc vui vẻ. Giả sử như là phối hợp nó để pha các cái loại cocktail hoặc là uống ở trong những cái dịp hội hè thì đều có thể sử dụng nó. Khi anh Nam nói chuyện á, thì em ngửi một chút và thực sự em thấy nó rất là thơm, thơm lắm. Em nghĩ rằng là nếu như pha thì quả là hơi lãng phí khi mà người ta đã mất công người ta làm mà người ta ủ nó lâu đến như vậy, phải không ạ? Rõ ràng là rượu whisky thì khá đa dạng và cái thông tin của nó rất là nhiều. Tuy nhiên có một điều mà anh khẳng định là chúng ta nên lấy nó là một cái tiêu chí chung, tức là
chúng ta cũng giống như là quý vị khán giả sẽ sử dụng rượu whisky một cách có giới hạn để sao cho chúng ta có thể cảm nhận được một cách nhiều nhất về rượu whisky, thay vì là chúng ta uống nó quá nhiều, mất kiểm soát hoặc là có hại cho sức khỏe. Qua những thông tin mà chúng ta vừa nói chuyện á, thì quý khán giả có thể không chỉ hiểu biết thông tin của nó để chúng ta có thể cư xử một cách rất là đúng điệu khi mà chúng ta bước vào một không gian ăn uống hay chúng ta phải gặp khách khứa, mà các bạn có thể sẽ có những thông tin lý thú về whisky để các bạn có thể trò chuyện trao đổi về nó, chứ không chỉ là để biểu diễn đâu, phải không ạ? Em cũng nghĩ như vậy. Ví dụ như bây giờ một không gian rất là tuyệt vời và một cái buổi chiều lãng mạn một tí đi, hay là có thể là đang nói chuyện hay là đang vui vẻ bạn bè thôi, và ly rượu whisky nó làm chúng ta thêm phần thân thiết hơn, chia sẻ gần gũi hơn. Vâng, thì ly whisky nó giúp chúng ta sẽ lại gần nhau hơn, nói chuyện. Nhưng em nghĩ cũng như anh Nam vừa nói thì chúng ta không lợi dụng cái đó để đi quá giới hạn. Trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay thì chúng ta đã nói rất nhiều về rượu whisky rồi. Nhưng mà còn một cái phần nữa, tức là rượu whisky được sử dụng vào cái khoảng thời gian nào ấy, thì một trong những cái khoảng thời gian mà rất là lý thú để sử dụng rượu whisky này chính là khoảng thời gian là buổi tối trước đêm, thì được sử dụng ở trong các cái quầy bar, các cái quán bar rất là nhiều. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ là một chút mạn đàm giữa những chuyên gia về rượu cũng như là tôi là một biên tập viên muốn chia sẻ đến quý vị các bạn một vài thông tin hữu ích mà thôi. Tuy nhiên thì chúng tôi sẽ không thể thực hiện chương trình này nếu thiếu sự đóng góp, sự ủng hộ của những chuyên gia có mặt tại nơi đây. Cảm ơn anh Nam đã rất nhiệt tình chia sẻ và cảm ơn bạn Hoàng. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ với quý vị và các bạn về whisky sẽ có một chút hiệu quả, một chút bổ ích với quý vị và các bạn.